Chào các bạn, hôm nay là một ngày nghỉ của mình. Buổi trưa hôm nay mình với vợ mình ra ngoài dọn dẹp cái vườn ha, dời mấy con gà qua chuồng mới ha, thu dẹp. Bây giờ là tại vì giữa mùa thu rồi, lạnh, mấy con gà nó lạnh, không phải lạnh mà nước nó đông á, mình phải dời vô cái chuồng gà để cho nó đừng có bị nước nó bị đông đá ha, chứ nó cũng phải ấm một chút. Để quay toàn bộ cái cảnh làm sao cho các bạn coi nha. Bây giờ là buổi trưa giữa mùa thu ha các bạn. Mình sẽ bây giờ là cái chuồng gà này mình mới bắt mấy gà nè, mình chuyển hết mấy gà mình qua chuồng mới. Tại các bạn thấy nước nó đông đá luôn ha, thì mình chuyển mấy con gà qua cái chuồng mới để nó không có bị. Bây giờ là thời tiết là lạnh, buổi trưa là lạnh. Mấy chú gà của nhà mình qua bên đây hết rồi, 7 em qua bên đây đó. Rồi cái nước này đó mình có dây điện nó gắm để nó không có bị đông đó, cái chậu nước đỏ nè, để mấy gà nó uống được. Với lại dưới 0 độ C á, thì lại buổi sáng bây giờ là đông đá rồi nha các bạn, nước đông đá rồi, thì bây giờ mình phải mua dọn qua đây để nước nó không bị đông đá để cho nó ăn. Rồi thức ăn ở đây là mỗi sáng mà mỗi một ngày mình ra thăm một lần thôi, nếu mà không có rảnh thì hai ngày qua thăm một lần cũng được, miễn sao nó đồ ăn đủ với lại nước đủ ha. Còn trong kia thì các bạn thấy mình có gắn cái bóng đèn, đó bóng đèn thường thôi ha các bạn, để tại bây giờ là ngày ngắn đêm dài nên buổi chiều mình thắp bóng đèn một chút cho nó, thứ nhất là nó cũng sưởi ấm cho gà, thứ nhì là nó cũng để sáng để mấy con gà nó biết đường ăn ha. Mình mà mới mấy con gà này mới dọn vô thì nó hơi lạ một chút, nó hơi sợ, nhưng vài bữa nữa thì nó cũng hy vọng là nó quen. Rồi mình cũng có gắn cái bóng đèn ở trên đây, bóng đèn nè, mình chưa bỏ bóng đèn, nhưng cái bóng đèn này nếu mà trời dưới 10 độ độ F là chừng khoảng trừ mười mấy 20 độ Việt Nam á, thì mình sẽ gắn bóng đèn sưởi ấm cho gà ha. Nhưng mà nếu mà loại gà này thì chịu lạnh rất là giỏi nha các bạn, có thể trừ đến trừ 20 đến 25 độ C độ F, nhưng mà mình chắc ăn là chừng 10 độ, trừ 10 độ F là mình gắn đèn vô rồi ha. Còn bây giờ thì vợ mình cũng dọn dẹp cái vườn dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ, tại giờ mùa đông tới là tuyết sẽ rơi ngập đầy cái sân sau luôn, nên cái vàng này nọ giờ mình thu gọn lại đó, giờ mình thu gọn lại ha, dẹp vô cái nhà kho ha, đó nhà kho ha. Thì sơ sơ về mùa thu bên đây đó. Còn mấy cái cây này cũng như mấy cây mình mua năm vừa rồi trồng thử đó, thì sẽ rụng lá hết, rồi năm sau nó sẽ mọc lên ha. Cây cherry của nhà mình cũng vậy ha, chỉ còn ba cây thông là có lá thôi. Đó, cái vườn của mình là sạch láng rồi nè, cà chua mùa hết mùa rồi, rớt hết rồi, cái này giờ mình hái cho gà ăn thôi, hái dục vô cho gà. Rồi các bạn thấy cái cây, mấy cái tuần trước mình thâu là còn một mớ lá ha, bây giờ là cái cây đẹp nhất ở đằng sau nhà mình á, bây giờ chuỗi lá hết ha các bạn, mới con tuần mà chuỗi lá hết ha. Đó, mấy cây bên đây, cái cây này là chừng một tuần nữa là chuỗi lá hết nha. Đó, thì từ từ các bạn sẽ thấy nó sẽ giống cái cây này, chuỗi lá hết dần dần hết, kể cả cái cây cherry của nhà mình luôn ha. Giờ mình quay về phía trước một chút nha các bạn. Thì
chuẩn bị những cái cây chưa có vàng lá thì chuẩn bị sẽ vàng lá và rụng hết ha các bạn. Cây táo kiển của nhà mình cũng gần xong ha. Hai cây trước của mình là xong rồi ha. Thì thật ra là mùa thu là giữa tháng 9 là bắt đầu mùa thu cho đến giữa tháng 12 ha, 3 tháng. Rồi bắt đầu giữa tháng 12 cho đến giữa tháng 2 là mùa đông. Hôm nay mình sẽ nói về chút xíu về xe hơi bên Mỹ đi. Xe hơi bên Mỹ, chiếc của mình là Honda CR-V. Chiếc này là 2015. Mình mua 4 năm trước, trả góp 6 năm, thì còn 2 năm nữa, 2 năm nữa mình sẽ trả xong chiếc này ha. Thì bên Mỹ thì các bạn mua xe, các bạn muốn mua xe mới, muốn mua xe cũ, cái giá tiền sao, rồi các bạn mượn nhà băng, nó cho bạn mượn với bao nhiêu chấm tiền lời, và các bạn muốn trả bao nhiêu, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Nếu mà các bạn có điều kiện nhiều thì trả sớm, còn mình không có điều kiện thì mình trả chia ra. Mình sẽ chia ra thành 6 năm, trả được 4 năm rồi, còn 2 năm nữa ha. Thì thật ra là đủ thứ loại xe bên Mỹ thì đủ thứ loại xe, là nó tính theo đời mới, đời cũ, tính theo đời và tính theo cái mai là cái cây số mình chạy đó, cái bao nhiêu cây số mình chạy, bao nhiêu cây số ha. Bao nhiêu cây số là bao nhiêu, tính coi như là giá trị của cái xe còn lại bao nhiêu đó ha. Rồi ở Mỹ thì cũng đóng, không phải đóng thuế từng đường, nhưng mà mỗi năm á, là mình phải mua cái miếng này nè, cái miếng gọi là cái miếng cái sticker cho cái xe đó, cái mỗi năm á, cái năm này là đến tháng 10 2020 thì hết hạn. Cái xe mà cái bản xe của mình là tháng 10 độc thu, và tháng 10 là hết hạn. Năm sau là mình mua trong cái miếng 2021. Tháng 10 năm sau mình mua cho cái 2021. Đó, cái miếng này là mình mới mua ha. Thì xe càng mới thì cái giá trị cái miếng đó càng mắc. Giả tỷ chúng bạn mua 2018 đi. 2019 đi thì cái miếng đó có thể là 400-500 đô một năm. Rồi năm sau nó thụt xuống rẻ hơn chút, năm sau rẻ hơn chút, cứ mỗi năm cũ là nó rẻ hơn một chút ha. Còn về với lại mình muốn mua xe như con gái mình đi, sắp sửa lấy bằng lái, khi nó lấy bằng lái xong thì tùy theo nó muốn chọn xe nào, cái khả năng của nó mua xe làm sao, thì sắp tới là nếu mà nó chọn mua xe 2-3 ngàn, 3-4 ngàn gì đó thì mình sẽ đi quay cái cảnh mà nó đi xe mua xe cũ cho các bạn coi ha. Hay là nó muốn mua xe mới thì mình cũng quay cái cảnh các xe mua xe mới cho các bạn coi ha. Cái xe này hơi dơ nha các bạn, chứ không phải là nó cũ nhà hơi dơ tại mình chưa rửa, tại là có khoảng tháng 2 tháng rồi mình chưa rửa ha. Sắp mùa đông thì mình cũng sẽ đi tới tiệm rửa xe, rửa đồng rửa xe. Thì thật sự ra là cái video này mình quay sơ sơ cho các bạn coi về cảnh mùa thu ở nhà mình làm việc thế nào. Nói chút sơ về xe cổ. Vài bữa nếu mà mình chở con gái mình đi mua xe thì mình sẽ nói rõ, quay thêm cho các bạn. Rồi vợ mình đang làm cái giường sao đó dọn dẹp, thì bây giờ mình sẽ gom mình đốt mớ rác ha, đốt này nọ đó, bắt đầu mình còn chân gà nên mình quét sơ ra thôi, mình dọn dẹp sơ ra thôi, mấy cái ổ mình dọn dẹp ra mình đốt luôn. Thì
các bạn có coi video của mình á, xin các bạn đăng ký kênh ha, vô YouTube đăng ký kênh ha, giúp đỡ mình nha, cho người thương, cho có nhiều người coi kênh của mình nha, share like and subscribe cho mình nha. Mình có cái kỳ vừa rồi mình có thâu được một mấy con gà lôi rừng ở hãng của mình á, chừng có 5 gà lôi mình thâu ở đằng sau cái hãng của mình á, thì có 2 phút sau cái video này là mình sẽ thâu cho các bạn coi. Các bạn thấy nhà hàng xóm không, lá rơi quét đó. Nhà mình thì mình cũng mới cắt cỏ, mình mới hút rồi cũng đỡ, nhưng mà càng ngày thì mỗi càng mùa thu về sâu là càng lá rơi càng nhiều, từ nhà khác nó bay qua nhà mình, nhà mình bay xuống nhà mình rồi nhà khác nó bay vô nhà mình, tự động mình phải hút, mình phải thì thôi cho xin mình dừng tại đây ha. Tiếp nối cái video này thì mình bỏ cái khúc mình quay mấy chú gà lôi rừng ở hãng của mình cho các bạn coi nha. Rồi các bạn đón xem nha. Chào các bạn, 5 con gà lôi trước chỗ làm của gà của chỗ làm của mình rồi nha. Mà mấy con gà này là gà lôi rừng nha, sống tự nhiên. Bạn thấy là nó không sợ người ha, nó cứ đến sát đây ha. Mình là đứng ở trong cái building, đứng ở trong ở phần nhà, trong có cái kiến mình quay ra nha các bạn. Nhìn một chị bên đây, mình không biết là gà lôi mái, gà lôi trống hay là mái nữa, nhưng mà mình biết là 5 con luôn ha. Cái này là còn nhỏ ha, cái loại này gà chắc mới lớn nha. Chắc còn có con mẹ quá, còn 4 con kia con quá. Cái con này nó có cái râu ở dưới đây nè, có râu ở dưới chắc con mẹ quá, còn mấy con kia con. Mình nghĩ con lớn là con mẹ, là con đó là có lâu rồi, còn 4 con ha. Ở đây là trước ngay cái sân cái hãng của mình rồi.